Xin chào mọi người, hôm nay mình đang ra ngoài chỗ cái đồng lúa gần nhà để quay, định đi quay cái cảnh máy gặt. Hôm nay người ta đi gặt nhưng mà đến giờ này là 9 giờ rưỡi sáng, trời nắng rất to, các bạn thấy nó rất to nhưng mà vẫn không thấy mấy bác nông dân đây đi gặt lúa. Thì cây trước mặt mình có một cái máy gặt lúa khá là cỡ trung trung chứ không to như cái máy ở Việt Nam mình. Bánh nó rất nhỏ vì đất đây nó có thể là nó khô hơn. Đây, của hãng Mitsubishi. Nhưng mà giờ này thì vẫn chưa thấy bác nào ra đây để đi gặt. Ở đằng xa các bạn có thấy các cái tấm bạt vàng để tấp lên đấy. Thì đấy là các cái máy của các nhà khác, họ cũng đang tấp lên như thế, giống như một cái chòi để canh. Nhưng mà thực ra là không phải là cái chòi mà là cái che cái máy. Đây thì cái lúa ở khu vực này thì nhiều bạn cứ nghĩ là ở bên Nhật thì là một nước công nghiệp rất là phát triển nên lúa mã họ sẽ không trồng. Nhưng tuy nhiên thì họ cũng làm rất nhiều, các bạn có thấy cái đồng lúa chín vàng họ gặt cũng gần xong rồi. Hôm nay là ngày nghỉ mình mới có thời gian đi quay. Cái tỉnh mình đang ở đây, Niigata, thì là cái tỉnh nổi tiếng nhất của Nhật Bản về nông nghiệp và lúa, ngành nông nghiệp về lúa và các cái sản phẩm liên quan đến lúa gạo như là rượu, bia các thứ. Đấy thì ở đây thì là nổi tiếng là ngon nhất ở Nhật Bản về gạo ngon. Mà thực sự là mình lúc mới sang mình ăn cái gạo mà công ty cho thì công ty cho họ cho cái gạo là cũng đắt tiền hơn là cái gạo anh em mình vẫn thường mua, thì ăn nhận là rất là ngon thật. Đấy, đầu xa kia thì có một cái máy đang gặt, thì mình sẽ đi đến đầu kia để quay cho các bạn xem cái máy nó gặt. Rồi đi thôi. Đây các bạn, thì sau mấy phút đạp xe thì mình cũng đạp đến cái chỗ cái máy đang gặt. Có một bác đang còn lại trên cái máy đấy. Thì đây hình như là cái mỗi nhà người ta sẽ có một cái máy riêng. Thì xung quanh này có rất là nhiều cái đồng nhỏ nhưng mà có khoảng chục cái máy gặt đang ở tấp bên đây. Ta đang chờ để gặt chứ không như mình là cứ nhiều người đi thuê một cái máy. Đây, hạt gạo của họ có vẻ như là rất là tròn nhưng không dài như Việt Nam mình các bạn. Đây, hạt lúa nó tròn như lúa nếp mình. Và các cái gạo trong siêu thị đều có hạt giống tròn, hạt gạo nó tròn như thế các bạn ạ. Mình sẽ đi đến gần hơn để quay chút xem biết ông có cho quay không hay là ông đánh không chơi phát nào. Đây, con máy này là của Iseki. Một mình lái một mình, một bác này làm một mình các bạn. Mấy ông vừa vô tay mình làm gì? Đó, ông bảo đi hay nào? Mình vẫn cứ quay. Đấy thì cứ một mình gặt các bạn, cái lúa nó sẽ ở trong cái túi như thế này. Đấy, túi trên xe này. Và nó không phải là cho vào những cái bao như ở Việt Nam mình. Và cái rơm thì các bạn nhìn, cái rơm nó sẽ được bắn ra, nó cắt nhỏ ra luôn như thế này. Như là mình nhỏ hơn là cái máy của mình nó gặt ra. Máy mình quê gặt ra thì nó rơm vẫn rất là dài. Đây các bạn thấy có một cái cây nó chặt ra thành mấy phần. Có hạt lúa, mình cầm hạt lúa cho các bạn xem. Đây, nó rất là tròn. Hạt lúa rất tròn như là lúa nếp của Việt Nam mình. Một cái ruộng này rất là dài. Chỉ có một mình ông ấy gặt thôi, trên cái máy này thôi. Và đầu kia có hình như là bà đang còn bứt ở đầu góc, các bạn thấy. Bà đang bứt ở đầu góc cho cái mép ven bờ cái máy nó không vào được. Đấy, bà đang còn cúi bứt đấy. Đấy, máy nó không vào được thì bà phải bứt cái ven bờ đấy. Và ông ấy gặt xong một đường thế thì ông này lại phải, không biết là lần này ông có lui lại không. Đấy, ông ấy lui lại chứ không cua luôn như ở Việt Nam mình. Các thợ lái máy cũng rất là lụa tay, đến đấy thì cua luôn sang đi đường ngang luôn, nó đi vòng luôn. Nhưng đây ông ấy là phải đi lùi lại để ông ấy cắt đường mới các bạn ạ. Một cái máy này chỉ có một mình ông điều khiển thôi, trong khi ở Việt Nam mình thì mình thấy là có khoảng tầm 2-3 ông, vì có cái công đoạn là cho lúa vào bao xong rồi lại phải thả xuống để
để người người chủ cái ruộng lúa đấy đi trở về. Đấy, thì dạy là ông đi trong một đường rồi tầm khoảng tầm chưa đầy một phút hoặc một phút gì đấy. Các bạn nhìn thấy cái máy ở bên này thì cái chân của nó gọi là cái bánh xích à, đây cũng là một dạng bánh xích nhưng mà nó nhỏ hơn so với cái máy ở bên mình. Máy mình nó cồng cành hơn và cái ngàm gặt ở bên này nó bé hơn, ngàm gặt bên mình to hơn rất là nhiều. Một mình trong điều khiển trên đấy, trên đấy có các bạn thấy có cái vòi trên cái máy. Thì sau mà khi mà ông gặt xong ấy, nó đầy cái bao ở trong đấy, nó bật đầy cái bình ở trong cái máy thì ông phải điều khiển lên trên cái gần cái xe này và có cái vòi đấy thì ông sẽ phun cái lúa vào trong cái vòi này. Đấy thì nó rất là tiện chứ không phải mất công mà bỏ vào bì rồi bê vác như ở Việt Nam mình, nó hiện đại hơn rất là nhiều. Đây thì nông dân nhưng mà bên này thì nó cũng hiện đại hơn mình rất là nhiều, vì nông dân thì các bạn thấy nhà nào cũng có vài ba cái ô tô hay cũng như là xe máy ở Việt Nam mình thôi. Đấy thì họ đã đi ô tô ra đồng để đi gặt lúa, đi làm đậu. Đây có nhiều đồng, trồng rất nhiều đậu các bạn ạ. Đấy, trên vừa ruộng. Thì đến một lúc nào đó thì Việt Nam mới có được cái trình độ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cái nông nghiệp như thế này. Đây, đỗ quả như này. Trong siêu thị đang bán khoảng tầm 100 mấy một vị, khoảng tầm chưa đầy chục quả. Đây bây giờ ông ấy đầu kia bà đây có vẻ như bà đã bứt được một khoảng rộng rồi, ông đã cua luôn. Đấy và các bạn có thể lấy cái ngàm nó gặt. Đây mình zoom lại một chút. Cái ngàm nó lùa lên. Đấy và cái lúa nó sẽ đi vào theo cái băng tải, nó đi vào trong đấy. Cắt luôn cái rơm hai bên, sẽ đi vào hai bên và rơm sẽ cắt phun ra hai nhỏ như trước mặt mình đây, cắt nhỏ luôn. Còn lúa sẽ đi vào trong cái bình, khi nào đầy thì có cái vòi đấy, các bạn thấy cái vòi trên xe đấy thì nó sẽ phun vào cái ô tô này, vào cái bình trên ô tô này. Mình sẽ đứng đây để quay cái cảnh ông ấy đi lui về phía này để vẫn đi lui chứ không đi thẳng được. Rồi ông sẽ cắt về phía này, các bạn sẽ thấy luôn được cái cảnh cắt lúa trực tiếp từ phía trước thì sẽ dễ hình dung hơn. Ông vẫn đang đi ngang các bạn, không phải đi chưa đi về phía này. Biết ông có đi về phía này không, để mình quay cảnh ông đi về phía này rồi. Đấy, ông đang kêu bà để bứt cái chỗ đường đấy đi để máy đi. Nắng quá các bạn, nắng quá nhưng mà người Nhật thì làm thì đàn ông thì vẫn là đầu trần áo cọc thôi. Cũng giống như kiểu mấy anh Việt Nam mình cũng nhiều anh đi làm phụ hồ, thợ hồ các thứ cũng rất là trái sạn đối với nắng nôi, cũng chỉ là áo cọc. Thế rồi, ông sẽ đi về phía này thôi các bạn ạ. Đây mình sẽ đứng đây quay cho các bạn. Ông đi sẽ cắt vào đây các bạn. Rồi. Ông đi đường không à, sẽ đi ngang cắt ngang chứ không sẽ đi không cắt dọc nữa các bạn ạ. Bà cũng đi theo. Chắc đến là cầm liềm để lùa mình không cho mình quay quá. Tầm khoảng tầm 65, hơn 65 tuổi thôi, tóc trắng hết rồi. À đây các bạn nhìn xem cảnh phụt lúa lên. Cái ông sẽ con cơ cần lên để phụt lúa lên xe các bạn xem. Đấy, rất là tiện, cái bình nó đầy các bạn. Đấy.
Đấy. Nó bay lên rất nhiều các bạn ạ. Một cái ruộng lúa như này chỉ cần hai người làm xong. Và đến lúc cấy thì họ cũng sẽ dùng máy hết. Cũng hai người làm. Đấy, rất là nhanh. Và đâu mà đi bốn bên xung quanh cái ruộng lúa này, mỗi lần là hai đường thì đã đầy cái máy này và ông sẽ lên phun. Được, nó lên được nửa bình nữa các bạn. Không, 1/3 rồi. Rồi đã hết ở trong cái bình kia. Như vậy là một cái bình máy này thì nó sẽ được một nửa cái bao rạch. Rồi ông sẽ đi cắt tiếp đấy, cho cái cần vào trước và đi cắt tiếp. Có một cái giá đỡ cần trước luôn, rất là tiện. Đấy. Rất hiện đại, rồi ông cắt tiếp đường mới các bạn. Đây qua đây gần luôn, thấy nhìn thấy dễ hơn. Thì chỉ có hai mùa thôi. Rồi vì thời tiết đến sắp đến mùa nay là tháng 9, sang tháng 11 đầu tháng 12 thì tuyết đã rơi thì họ sẽ không làm được vụ nữa. Như Việt Nam mình sẽ miền Nam sẽ làm được 3 mùa. Thì ở đây cũng giống miền Bắc mình chỉ làm 2 mùa thôi. Nhưng mà ở đây thì lúa nó ngắn ngày hơn. Và đến tận tháng 3 gì đấy thì tháng 2, tháng 3 gì đấy thì tuyết mới tan thì họ mới trồng. Nhớ là cái thời mới gặt xong mình đi bắt ốc các bạn có xem. Chỉ tầm 3 tháng chưa đầy 3 tháng thì họ đã thu hoạch rồi các bạn ạ. Đây, ông sẽ đi xuống đây rồi. Mình sẽ quay nốt cái đường gặt phía đi thẳng về phía mình đây, xong mình sẽ chấm dứt video. Bà sẽ đi bứt những cái cây cỏ, cây lúa mì gì đấy nó lẫn ở giữa. Đây thì họ trồng cái thuốc gì mà không hề có cỏ ở trong lúa nha các bạn ạ. Như bọn như mình đó. Và bà sẽ bứt những cây lúa mì hay những cây cỏ nó xen vào giữa ruộng thì bà sẽ bứt. Rồi các bạn nhìn này. Rất nhỏ gọn nhưng mà nó rất hiện đại. Ok, mình xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.